anh chàng sống ở Bạc Liêu. Mọi người thầm hỏi nhau, trời ơi chẳng thể tin được, nhìn nghĩa sao nhưng lại thấy chú chỉ tàn. Vì là anh giống như y, từ cái ánh mắt nụ cười đến cả bộ râu. Còn nhiều người lại khen là anh sống quá hiền lành, vì thấy anh xuân ngày mỉm cười mà thôi. Nhưng cuộc đời của anh đâu nào ai biết, vì nhà nghèo nên anh đã phải giúp cha. Bao ngày qua lắng lo anh đã đi làm, mong kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ thôi. Suốt cả ngày làm vất vả ơi, mà anh chẳng dám tiêu xài phí phạm một xu. Cầm tiền là chảy máu để mang tất cả về nhà, vì quá thương cha và muốn mẹ thật vui. Mong kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ thôi. Suốt cả ngày làm vất vả ơi, mà anh chẳng dám tiêu xài phí phạm một xu. Cầm tiền là chảy máu để mang tất cả về nhà, vì quá thương cha và muốn mẹ thật vui. Cầm tiền là chảy máu để mang tất cả về nhà, vì quá thương cha và muốn mẹ thật vui. Cầm tiền là chảy máu để mang tất cả về nhà, vì quá thương cha và muốn mẹ thật vui. Vâng, xin cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã lắng nghe. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ cho thằng bé Vlog, để cho mình ngày càng có cái động lực để viết những bài nhạc chế hay hơn nữa để gửi tặng cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.